Shopsuken xin chào các bạn. Hôm nay Shopsuken giới thiệu một hộp đồ chơi Game Lock MP08 bản ASEAN Edition. Hộp đồ chơi này rất là to các bạn ạ. Chiều cao lên đến gần 40cm, chiều dài 25cm và chiều rộng là 16cm. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở phía sau hộp có những gì. Phía sau của hộp mô tả hình ảnh là sản phẩm sau khi unbox và các bạn có thể lắp ráp biến hình giống như vậy. Mô hình Game Lock, trên tay có cái kiếm và các phụ kiện, đầu thì đội cái gương miệng. Ở đây chúng ta thấy hình dạng là một chú khủng long bạo chúa đứng ở một cái background rất là đẹp. Cái này là do nhà sản xuất dựng lên và bỏ chú khủng long bạo chúa vào trong đó. Và đây là hình ảnh chi tiết từng phần của bộ đồ chơi Game Lock MP08. Chúng ta thấy ở đây một cây kiếm được phát sáng và cái tay cầm bên này cũng phát sáng luôn, có lẽ là khẩu súng. Và con mắt của Game Lock sẽ có màu xanh và màu đỏ. Đầu thì đội gương miệng, chế độ khủng long, miệng có há được ở sau lưng và nhìn theo ở bên hông. Và đây là chi tiết của phần đầu Game Lock. Và hình này nhà sản xuất mô tả là cái gương miệng, súng, kiếm, một cái thẻ hướng dẫn và mô hình Game Lock. Ở hình này chúng ta sẽ thấy mắt có thể biến đổi màu được, xanh và màu đỏ. Ở hình này chúng ta thấy là một chú robot khủng long bạo chúa rất là đẹp. Ở dưới đáy của hộp có các thông tin về nhà sản xuất Takaratomy, logo Transformer, rồi các thông tin bằng tiếng Trung Quốc Made in China. Và thông tin này là có bản quyền của Hasbro năm 2013. Đây là trang trí bên phải của hộp Transformer MP08. Chúng ta sẽ thấy một cái logo của Hasbro, logo Transformer, chữ Transformer viết theo kiểu chữ thư pháp. Ở phía bên trái chúng ta sẽ thấy một nửa cái logo Transformer, nó được in liền ở mặt trước và bên trái của hộp. Ở bên trong của hộp chúng ta sẽ thấy có nhân vật Game Lock, cây kiếm, gương miệng, khẩu súng. Và nhân vật Game Lock đang ở chế độ là Robot Game Lock. Trong cái túi có tờ hướng dẫn thì chúng ta sẽ thấy một cái thẻ của Robot Game Lock. Shopsuken sẽ quay ở phía sau lưng. Bộ đồ chơi này rất nặng các bạn ạ. Đây là phía sau lưng của nhân vật Game Lock MP08 Asia Edition. Về khay nhựa này, Shopsuken thấy nó cũng khá là dày và cứng cáp. Đây là tất cả các thông tin về bộ đồ chơi MP08 Asia Edition. Sản phẩm này đang có bán trên Shopsuken. Chi tiết các bạn vui lòng vào Shopee Shopsuken, Lazada Shopsuken hoặc trang fanpage Shopsuken. Shopsuken rất mong được các bạn ủng hộ. Và bây giờ, Shopsuken xin phép dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ.